Kim. Hôm nay là ngày chúng ta chuẩn bị xuất hành. Đây là những chiến sĩ được chọn lọc tốt nhất. Bước lên, nhắn, lùi, lên, nhắn, lùi. Chuẩn bị, đi Kim Lê, đằng sau, quay. Này. Thì ra là tôi quay tập ở trong đó hả? Tao gần tụi bay mấy ngày nay rồi. Bữa nay mà tụi bay không lên phường hết. Tao con của tụi bay á. Tao nói cho mày biết, ngày hôm nay tao với mày sẽ trả thù. Bá vô. Mày bá vô đây. Hả? Tao nói cho mày biết, ngày hôm nay tao với mày sẽ trả thù. Bá vô. Mày bá vô đây. Nope. What? 你别笑。啊？你过麦，你过麦，你过麦，你过麦。你干啥呢？你？Em cúng tam tai anh. Giờ này mà cúng tam tai hả? Tam tai là em cúng tam tai à? Chỉ là năm nay chắc em chưa hết tam tai đâu. Ủa sao vậy? Tại ở đây cúng có linh, về phường cúng có linh thầy uống gì mà? Đi. Bữa nay á, việc nhà nấu cơm giặt đồ gì để em làm hết cho. Anh cứ nằm cứ nghỉ ngơi đi. À, mà bà cảm thấy buồn á thì đi nhậu đi anh. Trong bóp còn tiền không? Rồi mà thôi nè, lấy 2 triệu đi nhậu đi cho thoải mái với bạn bè. Sao bữa nay mẹ tốt vậy? À, mẹ sống chung với mẹ mười mấy năm nay, đi làm cực khổ nè, tháng nào cũng đem tiền cho mẹ hết trơn á. Lấy bữa nay chúng nhậu chuyển lo cho ba mày được sao? Nè, đem tiền cho ba đi con. Khúc này bà con thấy nó hiền hậu dễ thương lắm đúng không? Mà bà con đâu có ngờ đâu trời. Hôm qua thằng chồng nó đi làm về trời có 1 phút mà thầy út thì mà cỡ này trời rồi sáng giờ mày có hút cháo gì được không cô? Kiếm tiền á, mua bộ quần áo mới con á, mua cặp mới cặp bị gắt hết trơn à. Rồi cho biết à. Ba con tư ở trong. Con Tư sao? Nó bị cái gì mà nó băng bít ngồi hết trơn rồi kệ. Học cho như này đi trước ba. Con ra đưa tôi. Mày qua nhà bệnh. Mày kêu chú ba mày lấy xe đây chở tao với Tư đi bệnh viện liền. À, để con. Chú ba tới nè ba. Tư có sao không? Đúng là con nhà giàu đất đai còn hơn ăn mày mà đổ ruột. À? Sao mày nói vậy? Không hỏi con không kìa. Tụi con bị sao? Tụi bị sao? Bị đất đai. Ngồi đâu? Đâu? Rồi ai băng bó cho mày giữ răng hôn vậy? Ừ là trời chú ba. Quấn có nửa ngày đó, đúng ra là quấn hết ngày luôn đó. Ai út thì mà, mày chưa tỉnh mày. Chị mày đâu? Chị em bên kia kìa. Chị em bên kia kìa. Út ơi. What? Út cho em kìa. Bữa nay ngày 8 tháng 3 nè, có mua cái nhành bông tặng Út nè. Nè, Út nhận giùm tôi đi, cho tôi vui. À? Sao mà có mùa gì tôi túi gì Út? Mình về ngày 8 tháng 3 nè, Út có một nhành bông để tặng Út. Hay là chú Út nhận giùm đi Út. Anh thương cô Út lâu rồi mà anh không dám nói. Hả? Tới nay thấy Út đi cầu, anh sầu, anh mới nói lời yêu. Sầu phải gì được. Hay quá à. Út tin sao? Trời ơi. Thành nhàng luôn. Bán cho con 20 ngàn quýt. Rồi, 20 ngàn quýt. Đây. I threw so much. I threw so much.
Nghĩ sao trồn nách tao hỏi nhọc không? What? Thử tay có thơm không? Ủa sao thơm mùi hành vậy em? Này bà con dịch yêu thích tao không chuyện luôn á nha. Anh như vậy anh kể anh hai. Rồi sao em nói không quen tôi? Mà tự nhiên bữa nay em quen với ông này hả? Em nói cho anh nghe nè. Tuy là anh già thiệt, nhưng mà anh giàu. Lục. Ủa em yêu anh chỉ vì vật chất thôi hả? Không có đâu, em yêu anh vì sự giàu sang và phong độ của anh đó. Mày nghe chứ mày, mày nghèo quá thì mày đi kiếm người nghèo hơn mày yêu đi. Mày đặt mày nghèo mà mày muốn tình yêu chân thành hả mày? Mày đang nằm mơ hả? Em nhớ anh bán được mấy mẫu đất, được mấy trăm cây vàng. Mà sao giờ người ta chê anh nghèo, người ta chê anh là sao vậy anh? Trời tránh ra coi mấy trăm cây vàng kìa. Trời ơi anh, em thương anh dữ lắm á, anh chỉ thử lòng anh thôi à. Đó, thấy chưa? Mày chỉ cần yêu chân thành thôi thì tình yêu nó sẽ đến với mày. Làm gì trên đời này có người phụ nữ mà yêu gì vật chất đâu mày? Đúng rồi đó, ai mà yêu gì vật chất bao giờ? Ai yêu gì mà? Giờ em. Giờ anh. Giờ em mới biết luôn á này. Nhớ mua che bao giờ xe em nha. Vậy thì em cho ba vé đặc biệt đi. Bữa nay hàng hai nó trúng lúa rồi. Vô. Anh thư giãn đi anh, thả hồn xong hay gió đi. Chuẩn bị nha. Trời ơi, tôi ra mẹ ơi. Sao mới thư giãn chúng ta tới cạo luôn mặt. Đủ rồi em ơi. Cục lông này đặc biệt lắm đó nha. Lấy trên núi rồi đó. Ai ố gì mà? Ủa cái gì vậy? Ủa không có anh nhảy xuống mà. Xuống đi ha, nó đó làm đi. Coi nhớ trả tiền cho em nha. Lần sau đừng có rủ em nữa. Mà làm gì anh hai mày nằm đây hoài vậy? Anh hai nằm vậy là đang làm giàu cho gia đình mình cha. Con nói cho cha biết nè, anh hai đang nghiên cứu gì mà sinh vật học chơi chưa? Đúng là trời. Vậy mày ngầu vậy coi cái gì dưới này vậy? Mày ngầu vậy đây? Trời cho phá đúng mà. Cái này là gia đình mình làm giàu đó cha. Nè, vừa làm sao? Thì con nói cho cha nghe nè. Lục. Một tháng là nó sẽ nở ra được 10 con. Thì cha tính đi. Một năm là nhà mình đã đóng luôn. Đó, làm giàu luôn á cha. Đóng luôn. Rồi ai bài mày cái vụ này? Chú ba chứ ai? Nè chú ba qua kìa cha. Đó, ông qua kìa. Rồi ai bài cái vụ này đây? Tôi đó. Trời ơi là trời, chỉ cho làm giàu mà còn bị quánh nữa. Tôi bị đuôi rồi cô ơi. Sao bị đuôi chú? Tại vì tôi đi làm á mà tôi bắt cẳng là tôi không ai bị nước xít chân vô mặt. Dạ. Năng vô mắt luôn. Rồi bây giờ tôi không có đủ tiền chữa trị cô ơi. Con không có đem theo tiền nhiều, con có ít à. Con ơi giúp đỡ chú rồi nữa con nói với Mạnh Thường Quân giúp chú thêm nha. Rồi, xin cảm ơn cô. Ê nè mày, tờ 500 này nè mày. Tờ trong túi mày còn tiền không? Hết rồi, sáng giờ có tờ 20 hết á. Đó, thấy không? Mày không đánh mà khai hả mày? Đi mày. Con nói chú nghe nè, cái xã hội này nó phức tạp dữ lắm. Dạ. Chú xin được tiền lớn chú bỏ vô túi chú cắt đi. Dạ. Để không thôi mấy cái thằng ở đây nè, nó nhìn thấy được nó lấy tiền hết của chú á. Dạ dạ dạ. Nè đây con giúp đỡ thêm cho chú nè. Dạ. Nè chú. Dạ dạ, tôi cảm ơn chú. Giữ gìn sức khỏe nha chú. Dạ dạ, tôi con đi à. Dạ dạ.